Vòng xoay Mỹ Thủy nằm trên địa bàn quận 2, có chức năng điều tiết giao thông cho khu vực đường Vành Đai 2 và đường Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định. Đây cũng là những tuyến đường nối dẫn vào khu vực nội thành và dẫn ra đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây. Vì vậy, mật độ xe qua lại tại đây khá lớn. Tuy nhiên, áp lực lớn nhất của vòng xoay Mỹ Thủy là có những điểm đến trọng yếu, cụ thể là khu công nghiệp Cát Lái, cầu Phú Mỹ, khu công nghệ cao quận 9. Nên tại đây có đủ phương tiện từ xe hai bánh đến xe tải hạng nặng. Tất cả đều liên tục cùng lưu thông vào khu vực vòng xoay.